Chuyển tỉnh năm 91. 91 về là chuyển tất, mới chuyển tỉnh về đây. Ngày xưa là mường Lai, Lai Châu cũ đấy. Có lẽ là nhóm kia là quân ta đấy. Em cứ nói. Đã thưa, hiện nay thì đoàn tham quan chúng ta có mặt ở đỉnh cao nhất của ngọn đồi A1. Và bên cạnh chúng ta đây là phần đỉnh đồi nhô cao một cách bất thường. Đây chính là cái nóc hầm chỉ huy kiên cố nhất của địch trên ngọn đồi A1, nên người là ẩn số lớn đối với chúng ta. Về hình dung hướng ấy, thì A1 nó nằm ở tức là chính giữa lòng chảo Điện Biên Phủ. Nó được kẹp giữa một bên là cái hướng tấn công của bộ đội ta từ núi cao kia đổ xuống. Bộ đội ta ngày xưa đóng ở các dãy núi phía đông, cách đây khoảng độ gần 10 cây số. Và một bên nữa là khu trung tâm quan trọng nhất của địch là hầm Đờ Cát và sân bay Mường Thanh. Nó theo đánh trái em chỉ đây chỉ cách đây khoảng độ 500m để chim bay thôi. Như vậy A1 chính là cái tên vệ sĩ lợi hại, là trận trận cuối cùng quyết định sự còn mất của sở truy địch rất quan trọng. Chúng ta biết được A1 quan trọng như vậy nên trong 3 ngày là từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 1 tháng 4 năm 1954, ta đã tấn công 3 đợt xung phong liên tục để đánh chiếm con đồi A1 này. Và từ phía đông kia, chúng ta đã vượt qua rất là nhiều những trở ngại khó khăn tại hàng rào thép gai, bãi mìn, rồi thì chịu những làn đạn của địch bắn từ trên cao xả xuống gây sát thương rất là nặng nề. Các chiến sĩ quả cảm của ta đã nhiều lần vượt qua gian khổ đánh thấp lên trên đỉnh đồi này. Tuy nhiên, khi mà chúng ta đã làm chủ được thế trận thì tưởng như là trận đánh đã kết thúc, thì một bất ngờ xảy ra, ngọn đồi này đột nhiên trống trơn và không còn một bóng lính Pháp nào nữa. Ta nghĩ rằng đã chiếm thành công A1 rồi. Bất ngờ khi chiến sĩ ta còn đang dàn trận đầy trên đồi này thì pháo của địch ngã nã rầm rầm trùm lên cả đỉnh đồi A1. Vô số chiến sĩ của ta đã ngã xuống dưới làn pháo đạn của địch, và thậm chí nhiều chiến sĩ còn không để lại chút dấu vết nào trên nền đất đồi A1 này cả. Và trong vẻ vỏn vẹn 3 ngày, ta xung phong 3 lần, mất khoảng gần 2 trung đoàn, tức là khoảng gần 2.000 chiến sĩ đã ngã xuống đồi A1 này. Không thể hy sinh thêm được nữa, ta quyết định là lùi lại để giữ 1/2 quả đồi, xây dựng một thế trận phòng ngự giằng co với địch, chuẩn bị cho cách đánh mới. Chúng ta nhìn bức video này khoảng 50m màu kem kìa, và ghi là khu vực giành giật từng tấc đất, từng mét chiến hào giữa ta và địch. Trong cái thời gian phòng ngự dài đến 33 ngày ở chân Phủ Điêu, chúng ta đã cử những đội trinh thám giỏi nhất và hỏi cả dân địa phương, phát hiện ra sự tồn tại của một hệ thống công sự ngầm đặc biệt kiên cố trên đỉnh A1 đã cướp đi của ta hàng ngàn chiến sĩ, chính là căn hầm ngầm bên tay phải chúng ta đây ạ. Căn hầm này vốn là căn hầm ngầm chứa rượu vang của tòa công sứ Pháp trước năm 45, nhưng mà khi biến A1 thành cứ điểm quân sự, địch đã củng cố bằng những loại vật liệu chắc chắn nhất giúp căn hầm này chịu được mọi loại hỏa lực của ta và địch. Nó đã trở thành nơi trú pháo lý tưởng cho quân Pháp khi chúng ta bị dập bên ngoài. Và cách đánh rất đơn giản, khi mà ta làm chủ trận địa thì địch rút vào trong hầm và từ trong lòng đất chúng chĩa súng qua lỗ châu mai bắn ra rồi vặn pháo từ khu trung tâm kia chủ động bắn dập lên đỉnh đồi. Thưa, sau khi chúng ta xác định được mục tiêu như vậy thì ta nhìn nhận rằng muốn diệt A1 là phải làm chủ ở tấm hầm này. Nhiều phương án đã được đưa ra, cuối cùng ta quyết định dùng phương án là dùng hầm chĩa hầm đánh đồn thổ, tức là từ mé đồi phía đông bên kia ta sẽ đào một đường hầm ngầm nhỏ ngay dưới chân quân địch đang đi lại. Cái hầm này dẫn đến sát cái chân hầm chủ huy này để đưa vào một lượng thuốc nổ cực lớn nặng khoảng 1.000 kg, tính toán là sẽ thổi tung được các hầm ngầm chỉ huy của địch. Và từ ngày 20 tháng 4 năm 1954, đội công binh M83 cùng 25 chiến sĩ công binh xuất sắc nhất nhận nhiệm vụ cảm tử bắt đầu đào cái hầm ngầm nhỏ này. Và công việc thì được kể lại là rất là gian khổ, và đặc biệt khó khăn nhất là đoạn mở cửa hầm, bởi vì cửa hầm là khu vực giành giật giữa ta và địch, hai bên quyết không nhường cho đối phương một tấc đất, một mét chiến hào nào cả. Chiến sĩ ta thương vong liên tục với làn bom đạn của địch phong ra như mưa ngay tại khu vực đó. Và trong hai đêm đầu tiên, mỗi đêm đội công binh 25 người này mở không nổi 1 mét rộng đường hầm ngầm, mỗi đêm mở không nổi 1 mét đường hầm. Những ngày tiếp theo ta không nản, tiếp tục đào sâu vào thêm, đào ngang càng sâu vào trong thì ta có tránh được làn đạn của địch. Tuy nhiên chiến sĩ ta lại gặp vấn đề là không thể thở nổi. Trời mùa tháng 4, tháng 5 oi bức gió Lào, một ngàn nằm trong lòng đất chật chội như vậy thì một người còn khó xoay sở. Và chúng ta đã tiếp oxy thủ công bằng quạt nan tre, tức là chúng ta chẻ nan đan quạt. Một chiến sĩ vừa bò vào đào như vậy, đằng sau một chiến sĩ dùng quạt nan quạt liên tục để lấy không khí. Ra ngoài cửa đường hầm thì các chiến sĩ lại đứng nối tiếp nhau quạt liên tục vào trong. Do cái cách thủ công như vậy thì mỗi ca cũng chỉ chịu được khoảng 30 phút ở hai ca một lần. Nhiều chiến sĩ ngất xỉu ngay trong hầm do quá sức. Đào càng sâu vào trong thì đất đá mòi ra càng nhiều, không dám chất tổ liễu ngay ngoài cửa hầm sơ lộ. Chúng ta phải may túi dù nhỏ để tự chuyển từng túi đất như một trong đêm. Công việc thế này gian khổ như vậy thì đào được 15 đêm liên tục. Ta đào đến vị trí tâm hố bốc đá kia, chính là hố 1.000 kg đấy ạ. Khoảng cách hầm này 25m nữa thì ta đã chạm phải một số nền móng gỗ rất là cứng và đã chuẩn bị bước đến đợt tổng công kích trên tầm mặt trận. Chúng ta cũng không còn thời gian gì nữa, buộc phải dừng hầm lại. Về cái kích thước của đường hầm này thì sau 15 đêm đào liên tục, đường hầm có chiều dài tổng cộng là 33m và nó là một độ sâu khoảng gần 10m dưới lòng đất. 1.000 kg một khóa đã được đưa vào trong 49 gói
qua này tức là bằng đúng cái số cứ điểm của lãnh đại nguyên cục, tức là 4 điểm. Và sau bao nhiêu đêm chúng ta chuẩn bị thì thời khắc quyết định cuối cùng đã đến. Rồi 20:30 tối ngày 6 tháng 5 năm 1954, bộc phá đã được lệnh cho kích nổ tại vị trí tâm hố kia. Và khi được kích nổ thì bộc phá phát ra một âm lượng trầm đục, cả chiến trường Điện Biên Phủ đang ngày đêm ầm ầm tiếng súng cũng như im bặt trước cái tiếng nổ long trời ở đất này. Đất đá bị cuốn đi khắp đỉnh đồi, tại đôi dù số 2 của địch tan lại trên mặt đất khoảng gần 100 tên đã bị xóa sổ không một dấu vết. Và cái sức tàn phá lớn hơn nữa, tức là từ tâm trấn kia, lực nổ truyền qua những khối đất đá này và sập thẳng vào căn hầm phòng chỉ huy, làm cho địch bên trong thì quay cuồng choáng váng, nhiều tên bị ép hộc máu, sống dở chết dở trong căn hầm ngầm, tưởng như là bất khả chiến bại. Và những người quý báu đó độc phết hay bị độc dược sáng ngày 7 tháng 5 năm 1954. A1 được coi là chiếc chìa khóa để mở cánh cửa thép của chúng ta được bắn xuống địa biên phủ, là thiên thần các cửa đã bị chúng ta tiêu diệt thì không còn một lý do nào cản trở nữa. Ta lập tức mở đợt tổng công kích trên toàn mặt trận, tiêu diệt toàn cứ điểm Điện Biên Phủ và bắt sống tướng Trần Cát Tư Ri vào hồi 17:30 chiều ngày 7 tháng 5, tức là chỉ sau chiến thắng A1 có 12 giờ đồng hồ. Đây là trận đánh quan trọng nhất. Những con số ở đây cũng nói lên rất nhiều điều. Qua 39 ngày đêm chiến đấu liên tục, chúng ta đã diệt được 825 tên địch, nhưng đổi lại khoảng 2500 chiến sĩ của ta đã hy sinh. Trên mặt đường nhỏ này, máu các chiến sĩ của ta thấm đỏ từng tấc đất, từng mét chiến thảo trên đây. Và con số này tôi tính ra thì nó bằng khoảng 4 năm một nửa của sự hy sinh của toàn chiến binh lịch sử của phủ. Và trung bình cứ khoảng mỗi ngày có khoảng gần 100 chiến sĩ của ta ngã xuống phần đỉnh đồi A1 này. Đấy là như vậy. Sau ngày giải phóng thì chúng ta đã tìm được khoảng 644 người mộ. Bây giờ mình đang đi vào ngoài này để nhìn vào trong cái hầm này và chúng ta lên đỉnh đồi. À, nó còn nhưng mà chúng ta chỉ nhìn từ ngoài thôi ạ. Nghe mình rõ thì có ai có hỏi câu hỏi nào không? Đỗ thể yêu hỏi. Anh nhìn thấy gì ạ? Quay. Ghê phết đấy. Sợ phết đấy nhỉ? Giận hết cả mình. Ơ bố ta sao thành người tượng? Đâu đến là người ta tưởng kiên cố thật. Đồ của Pháp. Không tiến sâu hơn được nữa thì đến đấy thôi, dừng lại. Đến đấy đã khó. Đến đấy là đấy khó rồi. Xưa là đào đến đấy là cứ tưởng cao nhất rồi, tức là đặt thôi. Có anh mở rồi, anh có hỏi số. Đây là cái đỉnh đồi, chúng ta đến đây ta có thể nhìn thấy sân bay Mường Thanh ở ngay dưới giữa cánh đồng giống như con đường bê tông trắng vậy ạ. Sân bay Mường Thanh có từ năm 39 là người Nhật xây, sau đó hiện nay vẫn đang tiếp tục được sử dụng. Và bên băng hầm kia. Cái miệng hầm này cũng là căn hầm được đấy. Em như vậy là đâu có đọc cái hầm tới lọc của bắt đầu. Dạ vâng. Chỉ cần tới đâu là cánh đổ. Có một số